À, Phi Lan cảm ơn quý vị và bây giờ trở lại rất mau với giáo sư Nguyễn Châu. Hồi nãy Phi Lan nói là Phi Lan không phải là chê trách quý vị mà Phi Lan nói là hầu như chúng ta ngay cả bản thân của Phi Lan có một người tặng cho Phi Lan một cái đàn tranh họ đã xài rồi và họ 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 không dùng nữa, họ tặng cho Phi Lan tại vì họ đến nhà Phi Lan họ thấy Phi Lan thích trưng bày, thích trang trí, có một cái piano và trang trí cái chỗ âm nhạc của Phi Lan thì họ tôi có chị một cái đàn tranh, tặng cho Phi Lan một cái đàn tranh, tặng một cái đàn vĩ cầm nữa, mặc dù thưa quý vị Phi Lan chẳng biết gì về âm nhạc mà lại tặng thêm cho Phi Lan một cái đàn cò. À, Hay quá. chỉ là để mà trang trí. Thật ra Ủa lúc mà Phi Lan cầm á mình rất là ngậm ngùi bởi vì mình nghĩ cái đàn của một người nghệ sĩ là rất quý mà họ đem tặng đi, tức là sao, nó đã mai một. Khi Phi Lan cầm tới những cái nhạc cụ đó, lòng của mình rất bùi ngùi và mình ao ước tại sao mình không biết đàn những cái loại đàn này. Cái piano thì Phi Lan chỉ có để tay lên để mà chơi cho vui vớ vẩn thôi, nhưng mà sự thật là không biết đàn đâu quý vị ơi, nhưng mà mình vẫn cảm thấy thích và tiếng đàn piano mình đàn như thế nào thì mình vẫn thể hiện được cái tâm trạng mình. Nhưng những cái loại nhạc dân tộc nó còn kỳ bí hơn nữa, mà mình cầm đến mà mình buồn là vì mình không biết đàn thì Phi Lan tự suy nghĩ mình không thể nào phô trương cái âm nhạc trong một cái gian phòng mà chính cái người trình bày nó không hiểu gì về nó cả. Thế thì Phi Lan đã quyết định tặng cho một trường nhạc và Phi Lan đề nghị cái trường nhạc đó treo lên trên tường để trang trí cho cái trường nhạc đó. Thì thưa quý vị, đó là cái tâm sự của một người suy nghĩ về nhạc truyền thống dân tộc nó là như thế nào. Mặc dù tối nào thỉnh thoảng vẫn thích nghe ngâm thơ, thổi sáo, tối nào cũng phải nghe những cái bài dân ca có tiếng đàn bầu và thỉnh thoảng vẫn thích nghe đàn tranh với vọng cổ Hài Lan. Phi Lan là người như thế, nhưng thực thật mình bó tay vì mình không hiểu gì hết. Vậy thì cái nền âm nhạc dân tộc của mình nó sẽ còn hay là không còn nếu như chúng ta thờ ơ nó? Thưa giáo sư Nguyễn Châu, thầy nghĩ như thế nào về cái tâm trạng của các em học sinh học dương cầm mà đi chợ đến trường của thầy để mà học nhạc dân tộc, các em nghĩ gì? Thật ra thì cái âm nhạc là một cái phương pháp giáo dục song đôi với cái chuyện học văn hóa của các em, nó rất là giúp ích. Và cái đàn piano phải nói là cái đàn đó là nó là phổ thông ở trên thế giới, ngay cả những đứa cháu tôi mới bắt đầu học, tôi chưa cho học nhạc cổ, tôi cho học dương cầm trước, tại cái đàn đó nó có tính cách giáo dục. Nhưng các em học với dương cầm mà nếu mà đàn một mình hoài thì các em không thích. Các em đến với Lạc Hồng, các em thích thú những cái nhạc cụ này. Và khi mà các em có cái căn bản về nhạc dương cầm rồi thì chúng tôi bên đây biên soạn những bài vở cũng những cái nốt nhạc cũng vậy, các em nhìn qua các em học rất là lẹ. Thí dụ các em học dương cầm được 3 năm rồi thì qua trường nhạc thay vì học phải học một cái trình độ đó khoảng chừng 3 năm thì các em chỉ học 1 năm thôi, tại vì nốt nếu các em biết. Thành ra đa số các em trẻ trong Lạc Hồng phải nói là từ 70-80% là biết dương cầm hay violon này kia hay là những cái nhạc cụ khác thì qua rất dễ. Tại vì ở cái thế hệ của chúng tôi là chúng tôi đã được học nhạc Tây phương và chúng tôi đã ghi chú đầy đủ hết. Và khi các em đến để tham gia với Lạc Hồng, đừng học nhạc cụ này học chỗ kia, rồi các em hòa tấu với nhau, các em đi trình diễn với nhau, các em rất là thích thú. Chứ còn nhiều khi mình đàn cái dương cầm thì cái competition một mình nhiều khi mình cũng hơi buồn. Vâng, thưa quý vị, nói đến âm nhạc thì chúng ta phải nói đến tất cả những cái gì nó thuộc về nghệ thuật. Và khi mà chúng ta nói đến nghệ thuật thì nó không phân biệt cái gì hết. Khi mà đã nói nghệ thuật nó trở thành những cảm xúc mà như phía nào có nói với lại cô Kim Yên tuần trước, tức là nghệ thuật nó phải thăng hoa. Và nếu muốn thăng hoa thì chúng ta phải hiểu được làm thế nào để mà nuôi dưỡng cái cảm xúc đó để nó không bị đứt đi. Bằng cách nào? Thưa quý vị, thí dụ như nhạc dân tộc và giáo sư Nguyễn Châu có nói chuyện với Phi Lan là giáo sư rất là ưu tư là làm thế nào để mà cho rất nhiều giới trẻ đi vào cái dòng nhạc này thì chúng ta mới giữ được, phải không ạ? Và nếu mà muốn cho giới trẻ đi vào cái dòng nhạc này thì Phi Lan có nói vấn đề về giáo sư Nguyễn Châu là chúng ta phải làm sao cho các em yêu thích. Khi mà các em nó còn xa lạ quá, nó nghe cái tiếng đàn bầu, nó nghe cái tiếng đàn tranh nó thấy boring và buồn quá. Thưa quý vị, chúng ta cứ nghĩ tới những cái relation là những cái dĩa CD của những cái người mà người ta học học thiền hay là những cái đĩa CD feng shui đó.
là phong thủy đó, quý vị nghe toàn là những cái loại nhạc này thôi. Yeah. Nhưng mà tại sao người ta lại cảm thấy thích? Giới tuổi nào nó vẫn thích nghe và nó cảm thấy rất là relax khi mà nó được thưởng thức những cái dòng âm nhạc này. Vậy thì thưa giáo sư Nguyễn Châu, giáo sư có nghĩ rằng là mình sẽ có những cái cuộc thi sáng tác những giai điệu thiền, những giai điệu tĩnh lặng yoga, đó là cách mà cho các em học những cái môn âm nhạc này, các em sẽ đến với những cái cách các em thường thì thích sáng tác, và khi sáng tác thì các em sẽ cảm thấy đam mê và tìm hiểu nhiều hơn. Thêm một cái nữa, cái cuộc thi nó đôi khi chúng ta cũng phải sử dụng những cái loại nhạc dân tộc cải biến đi theo cái làn điệu Tây Phương. Đúng. Giống như quý vị, Phiến Đang đã nghe rồi đúng không? Phiến Đang ngày xưa bố Phiến Đang với lại bác Lữ Liên là rất thân. Bác đến nhà thì bác cũng, thở đó là Phiến Đang mới có 7-8 tuổi, bác cầm cái đàn nhị rồi bác kéo cho bố Phiến Đang nghe. Thì sau này Phiến Đang lại được thấy một lần nữa trên Thúy Nga Paris, và cái nhạc dạo đó là bác kéo cái tiếng một bài, cái bài là Guantanamera. Mình ngạc nhiên quá, bởi vì chỉ có một giây mà bác làm được tất cả các giai điệu. Thế thì lúc đó mình nghĩ trong bụng mình, nói là chắc có lẽ thế giới này chỉ có mỗi mình bác Lữ Liên làm được điều này. Thế thì tại sao trong cái thời đại này chúng ta không dùng những cái loại nhạc âm tộc của mình để cho các em học những cái bộ môn đó, và các em, thầy đừng có bắt các em học đàn tranh mà đánh bài lý con sáo hay là đàn bầu, làm những cái bài lý quạ kêu lý ngựa ô, không. Chúng ta hãy để cho các em yêu thích cái nhạc cụ đó trước đã. Yeah. Bằng cách là phải cho các em đàn những cái bản nhạc Tây Phương, nó gần với các em mà, nhạc rock and roll hay là những cái gì đó. Khi các em mà học tới cái trình độ đó rồi đó, thì nó mới cảm thấy yêu mến cái cây đàn của nó. Và thì chúng ta mới bắt đầu cho nó về nguồn. Yeah. Nói khi mà mình đi với Tây Phương rồi, mình phải trở lại với cái nền văn hóa dân tộc để hiểu tại sao chỉ một cái cây đàn của nhạc dân tộc này mà chúng ta đi xa đến như vậy. Cái đó là Phiến Đang nghĩ. Giới trẻ thì thường các em thích cái sự phát triển và cái sự bộc phá. Thế thì giáo sư nghĩ sao? Dạ, cái chuyện đó là chúng tôi đã làm lâu rồi Phiến Đang. Mà ngay cả khi tôi học trường nhạc, tôi cũng có cái ý tưởng đó. Tức là âm nhạc nó không có biên giới. Nhiều khi Đông Tây Hòa Điệu, chúng tôi có những cái chương trình gọi là Đông Tây Hòa Điệu. Trong đó cái đàn cò đánh với cái cello, với violon, cái sáo, chơi với những cái nhạc cụ blues hay là piano, vân vân. Thì âm nhạc nó được mở rộng hơn và các em thích thú hơn. Các em thích thú hơn. Rồi từ từ lôi kéo các em nó vào về những cái truyền thống. Mình qua tới đây rồi mà mình có cái khả năng đó thì mình cho các em và ngay cả chính mình nó càng bộc phá rồi. Tại hồi xưa các thầy mình thì giống như tuần rồi cô Kim Viên có nói đó, rất là bảo thủ. Thầy dạy cổ truyền sao thì phải giữ như vậy, không cho học người khác. Ra học người khác hay là học Tây Phương là ông nói là lai căn, dùng cái chữ lai căn, ông nói là phản thầy. Nhưng mà cái phương pháp mới chúng tôi bây giờ là open cho các em. Các em học nhạc nội, các em phải biết đọc đồ rê mi fa sol lá, nhịp phân biệt nhịp như thế nào, viết bài như thế nào, đàn như piano như thế nào, đàn như mấy cái kia như thế nào, thì các em nó mới khai phá. Mà các em ở đây mình không muốn nó khai phá cũng không được, tại vì các em ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam nữa. Nó học môn học nào nó cũng có sách, có vở, có online, có internet, có cấm nó cũng không được. Nhiều khi mình cấm nó cũng làm được. Nói tới online thì Phiến Đang phải nói thưa quý vị là có những cái rất là đặc biệt. Phiến Đang có người cháu thì cháu chưa bao giờ đến trường, thế nhưng mà cháu học online piano online. Phiến Đang rất ngạc nhiên là nó đánh được. Mặc dù mình có thể nói làm thế nào mà bằng khi chúng ta học với thầy, với cô ở trường được, nhưng mà cái điều đó là cái điều lạ lẫm nhất, là chúng ta có thể đi từ cái niềm yêu thích để mà đến cái chỗ mà chúng ta trở thành hoàn hảo, phải không ạ? Đúng rồi. Thế thì đối với giáo sư thì giáo sư nghĩ trong cái tương lai gần nhất, với cái sự sinh hoạt của Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng, thì những các em đó nó có thể trở thành những người nghệ sĩ nhạc dân tộc bên cạnh những cái công việc mà các em hàng ngày phải đối mặt hay không? Cái đó nãy tôi cũng có cái trả lời một cách gián tiếp, là cái thế hệ mình phải nói là các em cũng chưa có dám mạnh dạn bước sâu vào cái lĩnh vực âm nhạc. Các em vẫn muốn học một cái nghề gì chính thức, rồi học nhạc là chỉ có một cái vui chơi thôi.
thì tôi hy vọng một vài năm nữa, như hiện tại thì hiện tại tôi càng ngày tôi cũng truyền thụ cho những cái bậc cái học trò lớn của tôi, nó càng ngày nó càng dạy thế tôi rồi. Ví dụ có người dạy môn đường tranh, có người dạy sáo, có người dạy đàn nhị, để rồi các em nó từ 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 nó hướng dẫn các em khác từ thế hệ này qua thế hệ khác, thì như thế mình thành công. Chứ còn thí dụ nếu mà mình làm như thế này rồi một ngày nào đó mình mất đi rồi cái tự nhiên cái ngành nhạc mình nó tiêu tùng hết thì không được. Thành ra chúng tôi cũng có làm cái chuyện đó, cũng có làm cái chuyện đó rồi. Thì cái thế hệ của các em mà khi mà dạy lại cho đàn em đó thì tụi nó có những ý tưởng rất là hay, thì mình ráng cố gắng mình bổ sung thêm, mình nhồi nhét nó thêm vào cái lĩnh vực chuyên môn. Chứ bây giờ bắt là mày bỏ hết, không có được học mấy cái môn kia, bác sĩ gì dẹp hết, hay là học cái mình học nhạc thôi, mình không thể nào làm được, nào làm được chuyện đó. Nhưng mà giống như cô Kim Nguyên nói tuần rồi, đối với tôi nói là không phải là một nhân tài hay là gì, nhưng mà mình cấy một ngọn lửa vào trái tim nó. Ngọn lửa đó là gì? Ngọn lửa hãnh diện, giàu học nhạc Tây Phương, giàu ở xứ Mỹ, nhưng mà cái âm nhạc dân tộc vẫn còn nằm trong trái tim mình. Và chính cái đó thì các em lấy ra làm thì người ta mới nể phục, chứ không phải là những cái gì mà bình thường người ta làm hàng ngày. Vâng, thưa quý vị, Phía Nam tạm ngừng trong giây lát và sẽ trở lại sau phần giới thiệu các cơ sở thương mại bảo trợ cho đài. Cảm ơn quý vị.